Xin chào các anh, các chị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một sản phẩm, đó là ví nam, ví nằm da cá sấu, da bàn tay cá sấu, da thật 100% nha mọi người. Đặc biệt của da này thì nó bàn tay cá sấu thì nó có nguyên cái bàn tay luôn nha mọi người. Thì da này da thật 100% nha mọi người. Là màu nâu, màu này màu đỏ nâu đất, à, rất là đẹp và độc đáo. Đường may rất là tỉ mỉ. Ở trong thì được xài bằng da màu bò màu nâu luôn. Bên tay trái thì có 3 ngăn nằm ngang và 1 ngăn đứng. Bên tay phải thì có cũng 3 ngăn nằm ngang luôn và 1 ngăn đứng. Đây là sản phẩm là ngoài là da cá sấu trong da bò nha mọi người. Ở trong thì nó sẽ có 3 ngăn. Ở trong là nó có 3 ngăn và được xài bằng lót màu đen nha mọi người. 3 ngăn này thì đựng được tất cả các loại tiền và các giấy tờ tương đương với tiền. À, đặc biệt nó sẽ có 1 ngăn dây kéo nha mọi người. Ngăn dây kéo thì nó sẽ đựng được những món đồ mà mình sử rơi rớt thì mình có thể bỏ vào đây. Mọi người thấy xe hay thì nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và mọi người mua hàng thì có thể liên hệ qua số điện thoại là 092 4629 729 hoặc là 0862 452 078. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.